Ngày 22 tháng 8, Thường trực Thành ủy đã tổ chức giao ban Đảng ủy xã phường nhằm đánh giá kết quả công tác Đảng bộ xã phường tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2015. Đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Trong thời gian qua, Đảng bộ các xã phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chỉ đạo triển khai chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp, trong đó tập trung triển khai thực hiện nội dung nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, xây dựng chương trình hành động của mỗi đơn vị trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, giao thông vận tải tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Cấp ủy các cấp cũng thường xuyên chỉ đạo giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường, đồng thời quan tâm chỉ đạo chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện đề án 125 về phát triển hàng hóa nông nghiệp tập trung và các mô hình kinh tế thành phố Uông Bí năm 2016, gắn với chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, trong đó tập trung phát triển một số cây trồng chủ lực như cây mơ lông, thanh long ruột đỏ, mai vàng yên tử. Kết quả thu ngân sách của các xã phường cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số đơn vị gặp khó khăn trong công tác thu ngân sách. Việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản được các xã phường thực hiện tốt theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, yêu cầu Đảng ủy các xã phường trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, triển khai thực hiện đề án 25 tại cơ sở, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát thực hiện các chương trình công tác trọng tâm, bố trí cấp ủy viên và công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, chuẩn bị sơ kết tình hình nhiệm vụ tháng 9 và quý 3. Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần quan tâm chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học mới vào Trung thu năm 2016.